Hello các bạn nha, chiều hôm nay thì cậu Đen sẽ đi bắt cá ở dưới đồng ruộng cùng với đám bạn của cậu Đen nha các bạn. Đó, hôm nay tối nay là cho lên YouTube hết. Đó, coi này, đó các bạn coi đám nhất này. Đó, giờ mình sẽ quay cầm sao coi thử đám nhất chiều nay bắt cá như thế nào nha các bạn. Đó, đây là cậu Đen mình thì bắt cá với tụi nhói nha các bạn. Con chị là đứa nào đâu, cô nghĩ là đứa nào? Siêu, thật kia là trốn mẹ đi bác. Siêu. Bay đi đi. Bay đi đi. Hả? Ba đứa này là bắt từ chiều nha các bạn. Mình với thằng Đen là mới đi bắt cá mà gặp mấy nó luôn nha. Này là đi tắm bùn chứ đi bắt cá gì. Là con nhỏ đứa đứa nào chị? Chị là đứa nào? Con mồi. Ai kia? Ai kia? Ai lên mẹ nhận kia kia? Con này. Từ từ nữa lấy cái ô ra con rồi. Đấy, nhìn chưa con? Đang cái trạch á. Siêu, cá bự. Cho, coi cá bự không này. Cho, coi này. Ăn ngón tay luôn nha. Ba vậy lắm luôn. Ê bình thường. Nó đang thấm thấm một cái là kẹt quá. Anh đang cá bùng tiếp anh ơi. Hả? Không. Không. Này là mấy phụ huynh nha các bạn. Rồi em chỉnh ra cho. Rồi em đi còn cố câu nữa là lợn. Lợn đi. Lợn đi. Lợn anh. Còn mát. Mát có đồ. Chủ ơi mà có cái vòi tứ coi á, kéo nó xịt. Trời ơi nước ít quá, còn ngắt cái bụng không? Chưa. Đó. Đồng thì cắt lúa nha các bạn. Đó, chỉ còn một nhúm nước này thôi nên là chiều nay hai anh em mình đi sang xem nữa nha. Mừng mày, mấy con bo cùng với nữa, đúng ba lần rồi. Chuyện ta này. Wow, đứa bo. Cái đánh ra. Cốt. Slide chim đi anh. Cái gì mà có? Cái gì mà có? Nó ơi, có. Đó, cái ô kìa. Đó được ba con rồi đó. Cô đánh trước mặt kìa. Ê, bên ngoài nghe. Đó, trước mặt em đó. Chú. Đó, 1, 2, 3 anh là người yêu của 1, 2, 3 đứa ra nha các bạn. Đó là người yêu đang đợi mấy anh yêu bắt cá về nha. Chụp có đã sướng rồi. Mất luôn anh. Không. Đây. Ê ba ơi màu là con to lắm. Không gặp. Té còn thấy mà tấm bùng không à. Tấm bùng. Chơi giờ chờ con cá nó lên nó thơ đó. Ngồi đi anh. Không thắng được rồi đó. Vô này. Nó lỗi.
Chờ chờ ông kéo lên thứ mà bác. Xem ơi để mày về vô. Không biết. Mày đi bộ. Hết cầu luôn. Rồi hết sự đi chậu. Hết sự lâu rồi. Hả? Xuống không? Xuống luôn không? Xuống đi, xuống đi. Xuống xuống chung chung. Xuống đi. Xuống đi. Xuống đi. Ừ, xíu xíu rồi chị bộ vô ai chơi cho nào. Có đó, đó này. Ê, có một việc mà. Còn nó dính đầy hết về giật mệt á. Đúng rồi. Đúng. Ê, gì này không biết. Không biết. Ừ, cái này dính. Ờ. Ờ, mấy ngàn. Ờ, mấy. Rồi, cháy ta rồi. Cháy. Dạ. Đi. Không, là chị đang dưới mày vừa đó. Mày ra kìa. Mày ra kìa, chứ không. Chúng mày vô quên. Chúng mày vô quên. Mày vô quên. Ê, mày không cho tắt luôn à. Ê, ăn chạy tớ kìa. Chạy, em chạy. Con rỉ tớ. Ê, đây nãy giờ tao con này cái là không được ủng hộ đây. Muốn cờ chiến đúng không? Ê, em không cờ chiến à, nãy em luôn. Nhận ra em nó làm biết hả? Ê, con quá rồi tao. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Con quá đi. Cái gì? Chẳng lại em thì tao coi đi. Chạy nhận luôn đi, mua chạy. Thôi về, tám rồi. Thôi lên, về nhanh lên. Hết rồi, kéo nữa. Tôi đi. Ê, mày gì vậy? Cái gì vậy? Lắm hết rồi. Nó có lắm gì. Về. Wow. Cậu đem vải. Chưa, một ô kéo này về ăn ngớn rồi đấy. Về đi, về đi. Đi nuôi mà. Về đi. Cái đẹp mà. Chiếc đem rửa đi. Chưa, con trai. Chưa có gì. Bây giờ về không biết mà có nhận cái tuôn chứ mà có. Nếu mà về đây quýt. Về kiếm cái giòi á, xịt nước á, xịt. Trời, cửa báo, xịt cửa báo. Trời ơi, xịt cửa báo. Thôi, kiếm á, về đừng lấy bùng nữa. Trời ơi. Cái gà mới đi dài kìa. Để từ từ đứng hoài, muốn bắt bây giờ đứa, chờ này, chờ nó con nào lên thơ á. Nè, về đi. Dương. Đâu mà lực ơi, con. Anh đi đâu? Chạy trong đi. Ê, đừng em, đừng có giục em dơ em. Nghe không? Con lấy con, lấy tiếp. Đây. Sang con kia đó. Bỏ gì đi bộ ngoài thôi. Bỏ mày giờ đâu? Tôi biết. Anh mày. Làm gì? Có cho coi gì. Mua đồ xây. Về đi, về đi. Lấy cái đó. Mới có nhỏ ăn này. Có. Ông đi về nói kêu 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 mình nhờ vậy. Về cô. Về đây, cô về đi cô. Đó, xong rồi thì chỉ còn một mình cầu đen của mình chinh chiến các bạn. Nó cái gì hết rồi. Nó hoài. Sao vô hoài dân đến vùng này hết. Bây giờ lúc tỉnh lặng này không coi con coi con nào lên thớ nữa không? Coi chắc rồi. Mấy đứa nhỏ nó bắt từ chiều mà, bắt hết rồi. Không có cái to rồi, chắc rồi. Ừ. Thế là chưa? Không, mình bắt cái sống mình nuôi mà. Đấy, một con này nấu đầu này nè. Đó, từ từ, đứng im. Đây nè. Đấy, đấy, chuẩn, đấy, của đẻ nè, nhìn này dưới đất nè, dưới cút đồ áo, đấy, đồ áo này. Đó, mấy con nào mà giờ nó muốn thớ là nó sẽ ngồi lên nhá. Cần gì mà tìm. Gì ăn? Đây giờ thì về. Dạ. Anh cô về bắt được một con cá không? Thao về về lên đi. Thao lên tới giữa cái này lên này, giữa cái này lên này, coi cá xuống này cho này. Chắc con. Bắt giữa có mấy có mà nhỏ nhỏ hồ tôi. Ừ, giữa lên cứ giữa lên. Giữa cái miếng lên nãy chặn cô chặn lại á. Giữa miếng lên. Chứ làm sao, ông ấy quậy hơn gì nữa.
Đấy, dớ lên, dớ nhục lên luôn nữa, bắt cá dưới nèm dưới đó. Tỉnh lặng mấy trăm trăm thôi, chờ coi cá nó động chỗ nào. Tứ thao chưa? Nồi sướng quá mà, sướng như này, tiên cá đó làm dữ. Tới ở khô rồi, xe về, muốn đi bộ về đúng không? Mình có mấy cái nhỏ này, cái nhỏ nó về sống nào đâu, tại vì dập bùng rồi, chết chết rồi. Lại công nổi luôn á. Anh thấy tụi nó bắt một bữa à. Thôi lên đi, lên đi. Bùng đen. Ủa, đã, tháng, tháng tảng mạc nữa. Lên phía bông bên kia. Có bạn xì nó tí chứ. Một giờ có ao nước mà cũng nhảy bờ được kia. Ui, đấy, chút bùng xuống. Nhanh cái máy gì à? Nã con tôm nữa mà nó kêu. Lên gì, lên gì? Nếu cầm hũ đây, cầm hũ đi. Để gì anh khóc? Hai tay nữa kìa. Để khóc là gì người da đen à? Thôi nha, anh cỡ về trước nha. Rồi xe gì trước á, rồi đang chạy đi bộ gì vậy? Lên, lên, cầm hai chai nữa, không cầm hai chai. Hôm nay là... Chi đi! Hôm nay là thích tấm bùng vậy đó. Này, thành quá cầu đen nha các bạn. À, tái không nữa. Chưa, mới gái xong mà mới quậy xong cho nó...